Bắt cái nãy cắm loa mình không lắm nãy nó cắm vào cái loa kia sao, nhưng mà có nghe đâu à, chịu lại nhá. Vâng, các khán giả truyền hình thân mến, chúng ta cùng đến với sập động cỏ nhân tạo Cường Sức để được theo dõi trận thi đấu chung kết của giải bóng đá thanh niên La Xuyên năm 2022. Trận đấu diễn ra giữa hai đội bóng La Thắng và
bóng Thanh niên La Hùng. Đúng vậy, thì Thanh niên La Hùng đang dẫn trước các cầu thủ La Thắng với tỷ số 1-0. Và đây là những phút thi đấu cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất. Buổi chiều ngày hôm nay thì cũng đã có một cơn mưa tầm tã xuống sân vận động cường sức, gây ra rất nhiều khó khăn dành cho các cầu thủ. Đây cũng là hai đội bóng có sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật nhất giải. Và lúc này thì chúng tôi cũng đang tường thuật trận thi đấu này trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội Facebook. Lúc này La Thắng đang được hưởng một tình huống đá phạt ở ngay khu vực vòng tròn trung tâm. Và đứng trước của bóng phạt này đó là cầu thủ Phong Cảng. Đúng không, chơi bóng của Phong Cảng. Có lẽ thời gian thi đấu kế 1 cũng không còn nhiều. Và lợi thế lúc này vẫn đang nghiêng về đội bóng áo trắng. Này anh ghi bàn nhỉ? Còn cầu thủ ghi bàn thắng cho đội bóng La Hùng đó là cầu thủ Thế Anh. Khá nguy hiểm cho Bill rồi. Vừa rồi thì bóng đã tìm tới xà ngang bên phía khung thành của thủ môn Hồng. Do lúc này ngoài trời mưa rất to cho nên là những cái đường truyền của bọn chúng tôi cũng không được tốt lắm. Và hy vọng trong hiệp 2 thì cơn mưa sẽ ngớt xuống trên sân vận động Cường Sức thì chúng tôi sẽ truyền tải tới quý vị những hình ảnh có chất lượng tốt nhất. Cho chạy đi quảng cáo đấy Ngọc Huy ơi. Có doanh nghiệp nào cần quảng cáo liên hệ nhá. Nước rồi. Kiếm tiền quảng cáo. Là đâu làm ăn hết. Điện lên đây. Cho tí quảng cáo đi. Gần 30 người xem rồi. Thế chạy quảng cáo đi. Ông ơi tập trung vào quả bóng đi nào. Ừ. Có lẽ với mặt sân chất lượng như thế này đang có rất nhiều các vũng nước trên sân thì đang gây ra không ít khó khăn dành cho các cầu thủ. Đây là toàn bóng. Đó là toàn bóng. Phong Cảng. Phản công dành cho La Thắng. Sân đấu Cường Sức hôm nay đang rất trơn. Có những tình huống bóng trôi rất nhanh và có những tình huống bóng tự dưng lại dừng lại.
Bóng vẫn trong cuộc, rất nguy hiểm. Bóng nằm gọn trong tay của thủ môn Quốc Đạt. Bóng đã đi hết được cái dọc, sẽ có tình huống đá biên dành cho các thủ áo hồng. Mưa lúc này càng trở nên nặng hạt hơn. Vẫn là các cầu thủ lát tháo. Đó là tình huống dứt điểm của Phong Cảng. Lúc này thì thế trận đã trở nên cân bằng. Với trận đấu chung kết của chúng ta sẽ diễn ra một cách sôi nổi và hấp dẫn hơn. Không nhìn thấy đúng không? Quay lại không nhìn thấy gì nhỉ? Không nhìn thấy mấy. Không biết vào được. Cái vản đứng trong này khó xa. Góc ngoài kia vản xem này. Trên này có rõ đây. Cái này à. Thì nó đã pen cho đá con sân này à sao? Đây là thắng ai gì ấy nhỉ? Vâng, có lẽ cầu thủ đã ghi bàn cho đội bóng áo hồng đó là thủ môn, đó là cầu thủ số hưởng. Đúng luôn đó. Số cứ đè lên không? Ông cứ đè lên cho nó. Đắt khó có thể nó kêu á. Bên phía là Hùng này có cầu thủ tạ thế ạ. Thì nữa nó cho khán giả lên máy đi. Tấn bê rồi. Có cái sau này có à Tùng ơi. Như vậy sẽ có tình huống ra biên dành cho các thủ trọng. Bóng đá chạm chúng thẳng ngang không dành một câu đạp. Như vậy là lúc này trọng tài Philip Lam cũng đã nổi hiệu quả chấm dứt trận hiệp 1 của trận thi đấu chung kết giải bóng đá thanh niên năm 2022 của thôn La Xuyên diễn ra giữa hai đội bóng là Hùng và La Thắng. Và kết thúc hiệp 1, mỗi bên đã có được một bàn thắng. Hai đội sẽ rời sân với tỷ số 1-0. Chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao ít phút để đến với những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai, và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội. À, thằng này thì cũng là trốn thanh niên. Không phải làm phòng. Có khi cắt được xong tí cho thằng kia đi.
chuyển. Và kết thúc một, hai đội bóng đã có mỗi đội bóng một điểm số và tỷ số là một đều. Như vậy là tiếng còi của trọng tài Tiếp Lam đã vang lên. Không quan trọng là tại người xem giờ đang đang khoảng 500.000 người xem kìa. Ông ơi, tại tôi bỏ vô tiền mình đá nhé. Tí nữa nghe lấy công. Chạy đi chạy được mà. Có bóng nhạc rồi. 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 Có không giao thanh cùng có màn đánh cầu cả. Trong mọi trận chung kết trước thì các thủ đô có những trận đấu diễn ra trong buổi chiều này. Trong một trận thủy chiến thì chúng ta thấy là các thủ đô đang gặp nhiều khó khăn trước các thủ đô bạn, mặc dù so với mọi năm. Hôm nay thì các thủ đô còn có thêm cầu thủ Minh Tôn. Sau không nghe tiếng bình luận mấy đâu nhỉ? Trọng Cường với Huy ơi, không nghe tiếng bình luận đâu mấy đâu nhỉ? Thì trong buổi chiều trong giải đấu này thì có vẻ như có hai đội bóng hoa hồng và thắng là có nền tảng từ lâu và có Phú Nghiệp cũng là một bóng rất mạnh. Nếu như họ có đủ quân ở trong trận bán kết gặp các thủ đô cũng khó có thể vượt qua được các thành Phú Nghiệp và có thể thắng 2-0 rất dễ dàng nữa. Hai đội bóng hầu đều là những đội bóng để lọt lưới ít nhất của giải đấu này. Trước khi bước vào trận chung kết thì các thủ đã thắng chỉ để lọt lưới đúng một bàn thôi. Còn các thủ đồng đã phải lọt lưới 2-3 bàn. Bóng rất quyết liệt đến từ các cầu thủ trẻ trên sân. Đây là một đội bóng rất trẻ trên sân, chỉ có một vài số cầu thủ chiến thích rồi. Trên đến các thủ đã thắng thì có một cùng chung trận. Ông ơi, nó tạnh mưa đấy nhưng mà giờ ra có nhỉ? Cái cung của bóng phu đầu tiên em thì chủ yếu là những cầu thủ hồng và đá thắng. Đây cũng là một trận đấu của hai phiên bản quy mẹ không thẳng. Những cầu đá rất nhiều nhau mà cả gặp nhau rất nhiều trong những trận bóng đá giao hữu rồi. Đặc biệt là đá bút tô. Tăng luôn từ người. Về nữa đá đi. Hướng hỗ trợ của Tùng Trân. Chủ động pha bóng an toàn.
Đây là núi điện dành cho các cầu thủ Thiên Đồng. Vào. Tay đâu, tay đây. Rất tập trung với này. Rõ ràng đây là một trận đấu sống còn, chính vì các cầu thủ đang thi đấu gọi là 200% công lực. Hoa nhau, chúng ta sẽ đi đến tổ chức công ty. Nhưng mà tất nhiên thì chưa có trận đấu nào chung với một trận đấu giữa đội tám trong một trận thi chiến. Bóng ra đi trái của Việt Nam, đây là một pha phát bóng lên dành cho các cầu thủ Đông. Bóng đá thiếu nhi thì các cầu thủ Đông phá được bóng, tuy nhiên chúng ta được những chiếc vô địch và cũng đã rất nhiều năm các cầu thủ Đông đã mang bóng một lúc ăn rồi, đó là vô địch bóng đá thiên nhiên và vô địch cả bóng đá thiếu nhi. Điều đó cũng xảy ra rất thường xuyên, nhưng rõ ràng bóng đá thiên nhiên các cầu thủ Đông vẫn nhiều chiếc vô địch hơn. Không cả rất nguy hiểm, bóng dài vừa rồi cũng đã gây ra khó khăn dành cho Vân Quang để lâu dính cái lưới tức nhỉ. Cho khán giả lên 6 cái này cho đội tuyển. Khán giả quay mặt lại cho lên 6 cái này. Mấy cái được. Quân của nó không có gì mua. Quân đá cái đấy. Nó bắt đi thì bắt lên đứng lên mặt đâu. Bắt xuống vào toàn bóng à, nó bắt vào cái này. Sức à. Sức à. Nó bắt được. Nó bắt được. Nó bắt được. Trong trận bán kết họ đã không có trận thất thường ở ngay sân chỉ tham quan ở trong này là cứu bóng của mình thì gặp trận thường thế trận thế này là chúng ta có phải trận lúc chút đồng đu bay rồi thì điều rất là có thể xảy ra. Nhìn chung thì lo đồng đều hơn chút, thế nhưng trong những trận đấu như thế nào? Chưa thể trước người địch. Thank you.
Hơn 10 phút thi đấu của hiệp thứ hai trận chung kết đã trôi qua, tỷ số thì vẫn đang là 1-0. Cả hai đá đều được ghi trong hiệp một. Ăn con. Hôm nay chúng ta kiến được nhiều rất tầm giá còn hiệp thi đấu thứ hai. Minh Tôn. Các cầu thủ vẫn đang chủ động đánh cao đôi. Họ có lẽ muốn chung kết ngay ở trong những môn thi đấu chung kết. Đó thì đến chuyên nghiệp vai trò các cầu thủ FC Long. Bắn sạch, tục chắc, Văn An, nghe tiếng gõ nhà mưa này cũng tổ. Bóng chờ bóng chết. Khánh ơi, mày cứ đu vào anh rồi, mày ra kia sân TV kìa. Mày ra kia sân TV kìa. Kia sân TV kìa. Ai ghi nhỉ? Ai? Ba biên đấy chứ đúng không? Ai ghi vậy? Ai ghi vậy anh em ơi? Đá biên ai đá biên vậy? Không càng à? Không càng luôn. Rất tốt của đội tuyển Việt Nam. Không càng là thắng nha, 2-1 nha. Không càng. Ông cứ ghi mà bữa ấy vào đi, bữa đi. Trận đấu đầy khó khăn dành cho cả hai đội bóng trong bảng xếp hạng. Cũng tưởng rằng các cầu thủ đã có lợi thế rất lớn. Lợi thế rất lớn. Sau đó thì các cầu thủ đã có một tinh thần thi đấu rất cùng kịch cầm và mạnh mẽ. Cầu rất chuẩn luôn. Cầu rất chuẩn nhá. Cùng loại trận đấu muốn chơi bóng của Hồng Cảng. Trong trận đấu ngày hôm nay với các đội bạn từ cộng đồng vẫn chưa có một pha phối hợp lan bóng nào với cung khi mà họ đã từng ghi bàn vào lưới của những đội bóng trong vòng bảng cũng như bán kết rồi. Và thắng của đội là một tình huống mà và thứ ba cầu thủ của đã làm cho bóng quả bóng đã bật vào cầu thủ các phòng của đội tuyển. Không ra. Chào kinh nhỉ. Nó kêu cực bổng nhá. Đây là một cái buổi chiều với quân đội tập đã thực hiện lượng khán giả với theo dõi từ ngoài bóng và tương đối đông. Đây. Đá phạt dành cho các cầu thủ.
Tỷ số đang là 2-1. Lần đầu tiên trong lịch sử trận chung kết là chúng ta có khả năng vô địch và đang dẫn trước các đối đầu. Mặc dù đã bị góc ngoài đẹp đâu Huy ơi. Ở trong vòng 1. Xem đây gần hơn đừng đứng lại xa nhỉ. Zoom nhanh phát nó được không ạ? Zoom nó chậm chậm nó bắt luôn cái nét của lưới. Thank you.
mua nhiều cái quần áo đâu. Phút 9 rồi. Như vậy là phút thứ 50 của trận đấu, và lúc này đội bóng Lao Thắng đang dẫn trước đội bóng Lao Hùng với tỷ số 2-1. Và như chúng tôi cũng đang nhận được một khán giả đang xem buổi truyền hình trực tiếp cũng đã có treo thưởng 500.000 đồng dành cho đội bóng Lao Thắng nếu giành chức vô địch. Đúng này thì các cổ động viên vẫn đang có lợi thế rất lớn và đang hướng tới vô địch, nhưng mà họ đang tạm thời dẫn trước đối thủ số 21. Một giờ thời gian vừa qua vẫn còn thi đấu một lợi thế vô cùng lớn trong một trận này. Thì trong một trận đấu này vừa có thì các cổ động viên không có được nhiều những pha bóng lấn lướt trước các cổ động viên, và thậm chí thì các cổ động viên đang bóng còn có những cơ hội nguy hiểm rõ ràng hơn. Ủa sao kìa? Họ đã không dám chơi mạo hiểm trong trận thi đấu hôm nay, thậm chí họ đã không thay người. Đó thì các cầu thủ đã thắng vẫn còn rất nhiều những cầu thủ có khả năng thi đấu bên ngoài sân. Tôi đã về rất lâu và các cầu thủ đang đẩy rất cao lên trên chơi bóng này. Bóng ra. Chúng ta sáng lên không ạ? Hai bàn tròn tính rất bật. Tình huống học bóng và không chiến bắt đầu rất tốt của hậu vệ Tùng Trắc. Tình huống sáng lên gọn nhất ở trong hơi của La Thắng và đang làm tốt tốt trên đường mình. Còn thời gian là có cơ hội rất lớn để lần thứ hai vô địch của nhà bóng đá Điện Biên trên sân của Điện Tạng. Cầu thủ La Thắng là cùng với đồng là hai đội bóng thường xuyên vào chơi trận chung kết thứ nhất của giải. Chưa. Thế nhưng thì các cầu thủ La Thắng thành chuyên gia gì? Hả? Còn trong 5-6 trận chung kết đã trải qua thì La Thắng chỉ vô địch một lần, và trong 10 chiều ngày hôm nay thì các cầu thủ La Thắng có cơ hội rất lớn. Ông ơi, rung chậm là nó bắt cái lưới. Không, rung chậm là nó bắt. Nếu pha bóng được dành cho các cầu thủ Lao Thắng. Kéo ông rồi ơi. Trái đi rồi, trái kìa. Rõ ràng trong một buổi chiều mưa gió thế này thì đang là lấp thế nên cho đội bóng Lao Thắng được đánh giá yếu hơn. Nếu như trận đấu ở trên sân là một thời tiết khô ráo thì có lẽ lối đá cũng có đồ của đã các cầu thủ trò như thế này. Lúc này thì chúng ta sẽ triển khai những pha treo bóng và đầy thay đổi từ bên trong, và các cầu thủ La Thắng đã làm được điều đó. Các cầu thủ treo bóng đá bàn thứ hai và đội tuyển quốc gia bàn thứ hai lúc này không còn quá nhiều. Trong suốt thời gian trận đấu thì chỉ có một vài phút đầu tiên là chúng ta không chịu ảnh hưởng không thua thôi. Sau đó thì chúng ta phải thi đấu với một sự thừa rất tập trung và rất tốt của Hoàng Phong Hải. Chắc thảo vậy. Thank you.
Thôi cả. Ông cứ cho tôi 5 phút đi. 5 phút chưa hết thì bù thêm. Cứ được bao nhiêu đó? Đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai bàn thôi. Hey!
Thanh niên La Xuyên năm 2022 năm nay.
xin được chúc mừng các đội bóng, La Thắng đã có được chức vô địch sau rất nhiều năm chờ đợi, và đây là chức vô địch thứ hai của đội bóng này. Đang quay trực tiếp đây, đang phát trực tiếp đây. Rồi chuẩn bị nâng cúp lên nha. Rồi nâng cúp lên đây, ăn mừng đây. Nâng cúp lên đây. Vâng. Rồi. Như vậy là buổi tường thuật trực tiếp trận đấu chung kết của giải bóng đá thanh niên giữa hai bóng La Thắng và Lồng của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Xin chào, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ok, ngồi tắt nha. Chúng ta đi.